tôi muốn chọn tất cả để mang về. Sau một suy nghĩ khá là lâu, tôi đã chọn cho 6 người một bộ cốc giống hệt nhau, rất là xinh xắn. Tôi nhìn ra một cây thông Noel rất là bắt mắt. Giáng sinh sắp tới rồi và tôi nhất định sẽ dành cho mọi thành viên trong nhà chung một bất ngờ. Bước vào nhà thì tôi cảm thấy mọi người rất là nồng nhiệt chào đón tôi. Tôi nghĩ là họ đã chờ tôi về lâu lắm rồi. My mang rất là nhiều đồ và rất là bất ngờ bởi vì không nghĩ là My sẽ mua quà cho chúng tôi. Em ấy đã mua cho chúng tôi những cái cốc và tặng cho tôi một cái đồng hồ màu vàng rất là đẹp. Tôi rất là thích. Mỗi người một cốc. Giống nhau hết à? Giống nhau hết. Cần mua à? Cái này nến nó tinh dầu của anh Quân. Ôi, đẹp quá rồi. Em có một bất ngờ dành cho mọi người. Đâu? Đâu biết là gì? Để đoán rồi nha. Thôi, để ra rồi. Anh giúp em. Tôi cũng không biết là sẽ có điều bất ngờ gì dành cho chúng tôi đây và tôi đã ra phụ giúp My xem cái điều bất ngờ đó là gì. Điều bất ngờ hơn nữa là My còn vác thêm một cây thông Noel về. Tôi đã quên mất cái ngày Noel đang đến gần. Và khi có một cây thông Noel ở nhà thì cái cảm giác ngôi nhà trên ấm cúng và chúng tôi rất là thích điều này. Tất cả chúng tôi rất là háo hức và đã trang trí cái thông Noel rất là đẹp. Không, mỹ vẻ thôi, mỹ vẻ thôi. Chúc mừng ngày rồi, em chọn sẽ đẹp. Những ngôi sao, những ông già Noel rất là xinh xắn và dễ thương. Trên... Treo đi, treo treo lên. Châu treo giải đấy. Tôi nhìn thấy mọi người trang trí cây thông Noel thì tôi có cảm giác không khí trong nhà rất là ấm cúng, mọi người rất là vui vẻ và gần gũi với nhau. Đẹp hẳn ra đi. Không khí ấm cúng làm cho tôi khá là nhớ nhà và chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc. Chúng tôi đã nghe nhạc Giáng sinh, đã nhún nhảy và tôi thấy năm nay mình đã đón Giáng sinh đúng nghĩa rồi. Thời điểm kể đến chung kết để xem ai sẽ là người chiến thắng. Cái không khí này giúp chúng tôi gắn liền với nhau hơn, xóa tan mọi khoảng cách. Chúng tôi cảm nhận như chúng tôi là một gia đình, chứ không còn là thí sinh trong một cuộc thi cạnh tranh với nhau nữa. Thấy mình đang ở sân khấu kịch IDK, khi nhìn thấy những tấm áp thì chúng tôi bàn luận và không biết là mình sẽ làm gì ở đây, có lẽ là diễn kịch chăng. Chứ bây giờ anh muốn làm sao? Bây giờ em cứ bình tĩnh đi. Ngay từ khi bước vào tôi đã nghe được các tiếng cãi cọ đằng sau cánh gà. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong thế gian này ai không biết là giữa anh em yêu nhau đúng không? Đầu tiên là anh yêu cầu em ngồi xuống. Em không ngồi xuống, anh ngồi xuống đi. Đó là chị Thanh Hằng và diễn viên Hiếu Hiền, một diễn viên nổi tiếng mà chúng tôi đã được biết đến qua rất nhiều bộ phim. Bây giờ nè, anh hỏi em, khi mà biết là anh yêu em, ba mẹ có chịu ủng hộ cho anh không? Giữa hai đứa nhìn là thấy quá lệch lạc rồi. Nhưng mà tại sao anh vẫn yêu? Cái chuyện tình yêu khó nói, mà lúc trước ai tỏ tình trước, em tỏ tình trước bộ. Đừng đổi thường nha. Đây là một vở kịch rất là hài hước, dường như hai người đang tạo ra không khí vui vẻ và bất ngờ cho chúng tôi. Đây sẽ là một ước mơ không có thật. Dù sao cũng thích. Xin chào tất cả các bạn. Với một người mẫu chuyên nghiệp, ngoài những bước sải chân trên sàn catwalk thì các bạn phải tham gia nhiều công việc khác nhau. Lúc đó các bạn cần biến hóa đa dạng về cảm xúc. Chính vì vậy, hôm nay sẽ có thêm một bài học về kỹ năng không kém phần quan trọng, đó chính là kỹ năng về diễn xuất. Tôi cảm thấy phấn khởi vô cùng và tôi nghĩ rằng là mình trúng thủ rồi. Ngày hôm nay sẽ có cơ hội để mình tỏa sáng. Chúng tôi đã mời đến đây diễn viên Hiếu Hiền. Hôm nay rất vui khi mà được tham gia vào chương trình này. Nhiệm vụ của anh sẽ là giúp cho các bạn dâng trào cảm xúc ở trong nội tâm của mình để mà mình thực hiện phần thi dân tốt. Tôi cũng được đào tạo bài bản.